Đây là ai mà có cái bảo hiểm Scott and White á, đây là một cái chỗ lý tưởng để mà book bác sĩ đi nè các bạn, tại vì chỗ này rất là mới, mới tên brand new luôn á, mới có khai trương đây thôi. Đó, rất là rộng, sạch sẽ, thành ra ai có bảo hiểm Scott and White Austin á thì có thể đây là một cái sự lựa chọn để mà ghé ở đây nha. So if people who speak Vietnamese only, can you help them to have the translator? Okay, sounds good. Ok, còn nếu mà ai mà cần cái Vietnamese translator giờ là cỏ sẽ help luôn ha. Rồi cần nữa thì nói Trí, Trí sẽ help cho để mà giúp book rồi gì đó chẳng hạn. Đó, quý vị tới đây. Chỗ này là nearby the HGB, chỗ cái HGB mà đường Palmerland với đường đường Palmerland với 35 á. Rất là có lý ha. Chỗ này rất là rộng rãi, sạch sẽ và có nhiều bác sĩ, thành ra là nó đỡ bị chờ hơn so với những cái khác mà bác sĩ Việt Nam đó, thành ra là quý vị thấy cái chỗ bệnh viện, cái phòng khám mà nó giống, nó đẹp giống như khách sạn không à. Thành ra ai cần gì nữa mà về Obamacare chọn bác sĩ, hẹn bác sĩ hoặc là tìm cái plan phù hợp với gia đình, với cái nguồn income thấp của Obamacare thì cần thì liên lạc Trí Ngôi MBA ha. À, số điện thoại 832 403 58. Thank you. Bye.